Xin chào mọi người. Xin chào cả nhà. Xin trộn ly rồi, ly chào nhiệt tình nha. Xin chào cô chú, ông bà. Sáng nay là ba anh em Ngân cho ăn sáng rồi, xong rồi Ngân với bà ngoại cho ba đứa lên sân thượng bơi luôn cả nhà. Thay vì bình thường là mình ăn xong mình tắm rửa, giờ hôm nay cho ăn xong đi bơi. Ô, cô tắm của tôi, cô tắm. À, cho cả nhà coi chay hôm nay có bộ đồ bơi đẹp không nè. Bộ đồ bơi này là bữa hôm trước bà ngoại mua cho chay, định là đem đi qua Mỹ, cuối cùng giờ chay về cho nên mặc ở đây luôn. Cười. Sao quá đi. Con vô. Nhớ giờ anh hai vô nè, anh hai bước chân vô nè, 1 2 3 bước vô bình thường nha. Thôi thôi. Dạ. Có cái ống nhựa để mình gắn cho nó dài dài ra đây. Dạ. Đúng rồi, để cho nó khỏi bị dập cái mặt tụi nó lỡ vô luôn đó. Không phải, với lại là chảy nước hết ra trong cái phao chứ để nó chảy ra ngoài. Ôi, cô da làn da của người ta trắng như cô tắm không? Không đúng vô camera này con. Rồi chơi ngồi xuống chơi lội. Đây. Hôm ngồi qua xuống hai đi, con ngồi xuống như anh ba kìa. Đâu ngồi xuống đàng hoàng này con. Anh hai ngồi xuống dầm gương cho em hai. Ngồi đẹp hai. Hôm qua ba bảo với mẹ Ngân cũng ý định là dẫn ba anh em đi học bơi. Đi bể bơi, mà ở bể bơi Việt Nam mình cũng thuốc tẩy rồi nhiều, nên sợ là nước nó cũng không có sạch. Thôi tiếp tục tắm cái hồ bơi mini này con ha. Trời ơi. Chạy ngồi xuống đi. Ô, anh hai bơi đẹp quá, cháy. Coi anh hai bơi đẹp quá à. Chạy bơi làm sao? Chạy bơi giống anh hai đi, chạy anh bơi giống mình. Chạy nằm xuống đây, chạy nằm xuống. Chạy nằm bơi. Coi anh ba trốn đại nè. Chạy ngồi xuống đi chạy. Ồ, anh hai đổ nước ra ngoài anh hai. Ra hết nước còn gì nữa còn tắm. Ừ. Muốn tắm cho ba bé này giờ này cũng phải 9 giờ sáng đó nha. Nước nó hơi ấm ấm một xíu mới tắm. Coi ly nè. Trời ơi, anh Ly uống nước rồi, anh ba bị uống nước rồi. Chúng mặt em á xin, nhường em con. Thôi đưa cho mẹ đi. Vincent đưa cho mẹ đi con. Đưa mẹ thương. Đưa cho mẹ. Đưa cho mẹ. Giờ ai giỏi đưa cho mẹ trước mẹ khen. 1 2. Cẩn thận. Lên đây cũng được cái sướng, mẹ ở đây cái sân thượng mình rộng á, mình bơi rồi sướng ha. Ở dưới kia cả nhà biết không, cái bùn, cái bể bơi này nè. Muốn tắm cho mấy đứa bằng bể này là cũng khó nữa. Tại vì không có cái chỗ. Phải ra nhà xe bơm nước vô. Chị nằm suốt chị bơi đi. Đâu chị học bơi đâu. Trời ơi, người ta bơi nè, cô chú coi nè, người bơi mà được cấp bằng luôn nè. Nằm đi con. Được bơi mà được cấp bằng luôn á. Nằm bơi dở ngoại thương. Giờ lên nha. Lên không? Còn ba anh ba làm gì anh ba? À chơi. Đi đâu á? Đi đâu đây? Đi đâu? Đi vô kiếm thao hả? Đúng rồi, để mẹ Ngân bỏ thêm mấy cái hồi mới nãy vội quá chứ không đem mấy con cá với lại mấy con vịt bơi cho con chơi nha. Cái banh nữa ha. Đừng đổ nước ra ngoài con, trơn rồi em té con cái cây nữa chứ. Rồi một em đã ra ngoài. Đi ra ngoài lấy cái phao, cái bánh cá quá đi ơi. Chút vô rồi mẹ quăng cái banh vô này đi con, vô bể đi mẹ, vô ầm rồi vô đây bể lấy ba phao đi. À anh ba, đúng rồi, con lấy ba quy đi. Ba quy. A chi. Trời vừa ra vừa hát mà. Ai xài. Đó, lội. Đúng rồi, bơi đi. Bơi đi.
rưỡi tay ra. Đúng rồi. Thấy chưa? Chưa? Đó, đúng rồi. Đẹp quá. Đúng rồi, bữa giờ cô chú có thắc mắc là chay học bơi bơi sao nè. Đó. Đẹp quá. Ồ. Dữ ta. Đẹp quá. Ồ, bơi dữ ta. Ồ, hay quá. Trinh kìa. Trinh thấy cái chay học bơi không Trinh? Thấy chay bơi không? Em bơi chưa? À, xin vô bơi giúp em chay đi. Ồ em chay bơi đẹp quá. Ồ, anh ba bơi xịn hơn nè. Ồ, bơi dữ ta. Ồ, hay quá, hay quá, chay giỏi quá. Ba Huy, Ba Huy, để cho chay bơi nghe Ba Huy. Đó, dữ chưa? Ba Huy bơi đi. Nè, cười lên mẹ Ngân chụp hình nè, nhớ là 1, 2, 3 nè. Trời ơi, anh Hai ơi. Anh Hai lôi tùm lum thứ ra đây chơi nữa. Rồi, lên bể. Ờ, lên bể bơi mà nhiệm vụ anh Ba lên này như chơi đá banh hay sao á. Trời ơi. Thấy chưa, lên nhiệm vụ đá banh. Anh Hai nhiệm vụ lên đây tưới cây, còn anh Ba đá banh. Chỉ có chay là bơi thôi. Cẩn thận. Trời ơi à, anh Hai đi cái chay nữa. Quanh Chu Chi á, xả cái bông. Quanh Chu Chi đi, con ném quanh Chu Chi pho pai đi. Chị ơi, mai mày đem nhạc lên đây mở cho hát nha. À, quanh Chu Chi. Chưa thấy chơi quanh chu chi nhả cái bông. À, anh Ba giờ đi đá banh, đi theo đá banh thì đá miết vậy. Quanh chu chi. Anh Hai đi tưới cây nè đó. Ngân mới ưng cái mầm lại trong mấy cái lú rau nè. Đó, giờ anh Hai cứ thấy là tưới cây thôi. Múc nước tưới cây không? Thôi con đừng nhảy nữa, con vô đó con lội. Đừng nhảy nữa đó. À, anh ba à, chút đi à, chút à, chút để nước Trinh ơi, con đừng có đổ nước ra ngoài con. Cho mẹ Trinh ơi, cho mẹ mượn mẹ tưới cái cây này cái. Cho mẹ mượn mẹ tưới cái cây này. Trời ơi, con quanh chu chiêu. Ờ, anh Hai bơi giống chay đi, chay bày cho anh Hai bơi với. Bơi làm sao? One, two, three. Trình không có sạch nước ở ngoài. Trời đất ơi. Thôi cười lên mày chụp hình nè, 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3 chụp hình. Mọt khái bà. Mọt khái bà đó. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Nhà Ngân đang kêu sắp xếp ngày nào đó rảnh cả gia đình sẽ cho mấy bé đi đầm sen nước. Nhưng mà chắc cũng phải nghiên cứu coi cái ngày nào mà đầm sen nó thay nước á cả nhà. Thì nó đỡ dơ hơn chứ đông người. Dạ ít người nữa. Dạ. Bữa mẹ quan thị á, con anh Bảo và mọi người dẫn hồi đó có Vincent à, mà đi ngay ngày 1 tháng 6. Ôi ơi đầm sen nước. Dạ. Không có chỗ luôn á cả nhà. Xin đổ nước con. Đổ nước. Nguyên cái bể lớn, chứa lớn mà không có chỗ để mà đứng luôn á. Ôi trời, quanh chu chi action đấy. Action. Trời ơi. Chạy về đây chơi có mấy âm gì cũng vui á. Rồi nào. Ôi anh ba mới bị trượt ba te. Anh ba giống ác của anh ba. Anh ba nói đi, đi đá banh chỗ này bị trượt ba te. Chào, bị lấy mất banh rồi. Anh đi, không, em bỏ trong đó con đi theo vô. Rồi vô một bánh chú chi đi.
quán chú chí. Ồ trời ơi. Quán chú chí. Đúng rồi, đừng uống nước. Không, nước này dơ đừng uống chín. Không uống nước này xúc miệng thôi. Giờ thử cho lên nha. Thôi giờ mẹ đếm 1 2 3 đứng lên nè, đi vô nha. Đi vô chưa? Nghỉ nghe chay. Nghỉ ha. Nghỉ ha. Chịu không? Rồi thôi xin đứng dậy đi bơi đi vô nha. Rồi đứng nè, ba anh em đứng lên chào ông bà cô chú đi. Rồi giờ mẹ đếm 1 2 3 bye bye nè. 1 2 3. Bye bye. Bị gió nè. Má. Rồi chay má nè. Má. Rồi thôi ngưng kết thúc video ở đây. Chúc ông bà cô chú một ngày mới tràn đầy năng lượng. Yeah.